Người đàn ông nước ngoài khóc xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho vợ. Biết chắc với số lượng ma túy mà hai vợ chồng buôn bán sẽ phải chịu mức án cao, Ochi đã quỳ khóc xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho vợ. Ngày 29 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trúc Mima Confidence Fonzirioka, 34 tuổi, quốc tịch Nigeria, và Ochipon Izai, 53 tuổi, quốc tịch Nigeria, và Lý Mộc Cứu, 37 tuổi, ngụ tại Đắk Nông, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo truy tố, khoảng 16 giờ 50 phút ngày 17 tháng 9 năm 2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt quả tang Lý Mộc Cứu là vợ của Ochipon Izai đang có hành vi cất giấu ma túy bán cho người khác. Kiểm tra trong cốp xe máy của Cứu, cảnh sát phát hiện có hơn 2,9 kg ma túy loại metafetamin. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Cứu tại phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ thêm hơn 994 gram metafetamin. Qua đầu tranh nhanh, vợ chồng Cứu khai mua ma túy của Trúc Mima Confidence Onzirioka, tên thường gọi là Răng. Tới 22 giờ 30 phút cùng ngày, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Trúc Mima Confidence Onzirioka ở quận Bình Tân, nhưng không tìm thấy ma túy. Theo lời khai của Ochipon Izai và Lý Mộc Cứu, trong thời gian sống tại Việt Nam, Ochi quen biết với Trúc Mima và được Trúc Mima cho biết anh ta có nguồn ma túy, khi nào cần thì liên hệ. Đầu tháng 8 năm 2020, Ochi giới thiệu cho Bi, không rõ lai lịch, biết là Ochi có nguồn ma túy, đồng thời cho số điện thoại để Bi liên lạc. Sau đó, vợ chồng Ochi đã hai lần mua ma túy của Trúc Mima để bán lại cho Bi. Quá trình điều tra, mặc dù Trúc Mima không thừa nhận việc đã bán ma túy cho vợ chồng Ochi, nhưng căn cứ vào biên bản thu giữ vật chứng, biên bản nhận dạng, trích xuất dữ liệu camera, trích xuất dữ liệu điện thoại, lời khai của Ochi và Cứu về việc mua bán ma túy với Trúc Mima là hoàn toàn phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác thu thập được trong quá trình điều tra. Do đó, đủ cơ sở xác định Trúc Mima chính là đối tượng đã bán 4 gói ma túy khối lượng hơn 3,9 kg metafetamin cho vợ chồng Ochi và Cứu vào ngày 17 tháng 9 năm 2020. Tại phiên tòa, Trúc Mima không thừa nhận hành vi bán ma túy cho vợ chồng Ochi. Bị cáo cho rằng do có mâu thuẫn trong làm ăn nên với vợ chồng Ochi nên họ khai không đúng. Về phần Ochi và Cứu đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Ochi còn bất ngờ quỳ xuống khóc, xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho Cứu để vợ bị cáo có cơ hội trở về chăm sóc các con và cha mẹ già. Xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Vì vậy, sau khi xem xét, hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trúc Mima và Ochi cùng mức án tử hình, bị cáo Lý Mộc Cứu tù chung thân.